đường Lò Gốm á cô chú chị. Cái đây là đường Lò Gốm nè. À, hướng Vũ Hồng di chuyển là ta hướng từ cầu Hậu Giang di chuyển về đại lộ Võ Văn Kiệt cầu Lò Gốm á. Thì hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú chị và một căn nhà ở đường Văn Thân. À, gần góc đường Lò Gốm thì cô chú chị về vô. Đây nè ha. Đầu đường Lò Gốm nè, ngay số 222 nè, quay vô nè. Chú Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị và bạn một cái căn nhà nằm ở đường Lò Gốm này có mức giá dưới 1 tỷ 900 triệu là mua được cái nhà này rồi, sổ hồng riêng luôn. À, diện tích đất đang sở hữu là 15 mét luôn á. À, chủ quyền hồng riêng ha, gần công ty nhựa Hiệp Thành nha cô chú chị. Nhà mình ở hẻm 177 đường Văn Thân ha, bên trái nè. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn nha. À, hẻm 177 đây cô chú chị, nhà trong đây nè. Nó hướng này lại về chợ Bình Tiên. Đó, nhà mình trong đây nè nha. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở đường Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nằm gần chợ Bình Tiên, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên và khu vực chợ lớn ha. Nhà mình di chuyển vào trung tâm quận 5 rất gần luôn nha. Căn nhà mình thuộc đường Văn Thân, địa chỉ là 177 hẻm 177 đường Văn Thân. Căn nhà mình có diện tích đất đang sở hữu là 15 mét, nhà có hướng chính là hướng đông nam và nhà có kết cấu một trệt với một lầu. Nhà có hai phòng ngủ ở trên và nhà thì có giấy chủ quyền hồng, nằm 100% trong khu dân cư hiện hữu, không bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết. Mua bán lộ sổ hồng ký công chứng sang tên và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 900 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng. Để Vũ Hồng mở cửa cho cô chú chị bạn xem ha. Một căn nhà ở phân khúc dưới 900 triệu mà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết, hoàn toàn nằm trong hiện hữu nha cô chú anh chị. Và xin nhắc lại là nhà mình nằm gần chợ Bình Tiên, chợ Cây Gõ hay là gọi là chợ Minh Phụng và chợ lớn, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên. Ở đây di chuyển vào trung tâm quận 5 thì cực kỳ gần luôn ha. Và xin nhắc lại cái giá là 900 triệu nha. Nếu cô chú anh chị bạn có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc 900 triệu này thì hãy chia sẻ cho họ video clip này để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà. Nếu muốn xem sổ, xem quy hoạch, bản đồ quy hoạch trước khi xem nhà thì hãy kết nối Zalo với Vũ Hồng qua số 0963 10 10 10, Vũ Hồng sẽ gửi sổ ha. Cô chú anh chị bạn có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ hãy liên lạc với số điện thoại 0933 78 78 78, Vũ Hồng sẽ tới review nhà đăng lên YouTube bán nhanh cho cô chú anh chị ha. Mời cô chú chị bạn xem video review nhà. Trời, mình thẳng vô trong nhà luôn nha cô chú chị. Vô. Có cái chú nó quay cho bán mày luôn. Vô, có cảnh rồi con. Này, vô tới nhà mình trong đây nè ha. Căn nhà nằm đây, sau lưng cho mặt tiền này cô chú anh chị, sau lưng cho mặt tiền ha, căn nhà mình đây ha. Hẻm này khoảng 1 mét ha, gần 1 mét. Đây căn nhà của mình đây ha cô chú anh chị. Nhà mình được cái ban công lấn ra ngoài đây nè. Đó, lấn ra thêm được khoảng gần 1 mét.
Nhà này có giấy chủ quyền hồng, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị. Nhà mình dài đến hết miếng đó luôn, hết cái gần đó luôn. Hả? Cái cửa sổ đó của nhà mình luôn ha. Đây ban công nhà mình lấn ra được này luôn nè ha. Nhà điện chính, nước chính luôn, đồng hồ điện nè. Và địa chỉ nhà mình là 177/41 đường Nhân Thân, phường 8, quận 6, kế bên số 177/6. Căn này thực chất là căn phía sau căn mặt tiền đó đó cô chú anh chị. Nhà rất ok luôn ha. Cô chú anh chị bạn nhìn ha. Đó, nhìn lại nè. Nhà này nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết nha. Tường nhà thì được chủ nhà ốp cao lên khoảng 1m2. Đó. Nhà vệ sinh của mình đây ha. Đây chỗ để máy giặt. Tường nhà vệ sinh thì dán cao lên đến trần luôn rồi. Này dây giống máy chờ máy lạnh đồ đi để sẵn hết luôn ha. Nhà vệ sinh. Hả, dưới 900 triệu bán luôn nha cô chú anh chị. Nhà mình xem ra vô được thoải mái cô chú anh chị. Rồi mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu. Lên trên lầu ha. Nhà mình có hướng chính là hướng đông nam nha cô chú chị, hướng nam là sang hướng đông ha. Và căn nhà này chủ đang chưa bán với mức giá hiện tại là 899 triệu à, dưới 900 triệu luôn. Sàn nhà đúc giả nha, sàn nhà là sàn đúc giả nhưng rất chắc luôn nha cô chú chị. Đúc giả nhưng rất chắc luôn. Đó, chiều ngang nè, cô chú chị bạn nhìn ha, từ đây nè ha. Đó, mình nhìn rồi. Nó dài ra đó, dài tút ngoại luôn. Nhà gạch nè, đếm nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 7,5. À, tại ban công này lấn ra thêm được nha cô chú anh chị. À, ban công này lấn ra thêm được ha. À, lấn ra thêm được như đây nè. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha. Nhà mình ở trên đây có hai phòng nha. Cửa phòng thì sử dụng cửa lùa. Đó, đây một phòng nè. Phòng này màu xanh mạ, xanh lá mạ, xanh mơn mởn ha. Có cái giường sẵn luôn rồi. Rồi bên đây có thêm một cái phòng nữa. Phòng bên đây thì màu vàng chanh. Và chủ Hồng xin nhắc lại căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 899 triệu nha cô chú anh chị. Dưới 900 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này hãy liên lạc với chủ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Chú Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà ha. À, nhà thì sổ hồng, hoàn toàn không khu hiện hữu, không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết nha. Hoàn toàn nằm trong khu dân cư hiện hữu, không bị quy hoạch hẻm giới lộ giới gì hết. Trên phòng có hai lầu ha. Ủa, trên lầu có hai phòng ha. Và nhà thì có giấy chủ quyền hồng đầy đủ nha. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên, 899 triệu ha. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì hãy liên lạc chú Hồng qua số 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành nha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp chú Hồng đăng ký kênh. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ cái video này ha, cho bạn bè, người thân của mình. Những người đang có nhu cầu tìm mua nhà có hai phòng mà giá dưới 900 triệu thì giúp cho họ mua ha. Và giúp chủ nhà bán được nhà nha. Cô chú anh chị và các bạn vừa theo dõi chú Hồng review xong căn nhà địa chỉ 177/41 đường Nhân Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chú Hồng xin nhắc lại cái thông tin của căn nhà này ha. Căn nhà mình có
Diện tích đất đang sở hữu là 15 mét và nhà có hướng chính là hướng đông nam, ngang là gần 4 mét và dài gần 4 mét. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng, nằm trong khu dân cư hiện hữu toàn bộ, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ. Và căn nhà này thì chủ đang kêu bán là 900 triệu giá chốt bán, cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị bạn có nhu cầu đi xem thì alo cho Vũ Hồng qua số 0933 79 79 79. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nhà bất cứ lúc nào ha. Nếu như mình có nhu cầu xem sổ thì kết nối Zalo qua số 0963 10 10 10. Vũ Hồng sẽ gửi sổ cho cô chú anh chị bạn xem ha. Cô chú anh chị bạn có nhu cầu ký gửi nhà đất ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hãy liên lạc Vũ Hồng qua số 0933 78 78 78. Vũ Hồng sẽ gửi, sẽ tới review nhà và bán nhanh cho cô chú anh chị bạn trên kênh YouTube bất động sản, kênh YouTube nhà đất Sài Thành ha. Rồi, Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.